dọn hết, tắt hết điện thoại để tiết kiệm luôn. Có nghĩa là làm cái gì ra cái thấy gọi là tiền tiết thì mình toàn tâm toàn ý, thì cái việc đó nó dễ cái chu toàn, và mình làm trong sự định tĩnh thì cái việc đó nó càng tốt đẹp hơn. Và anh chủ học nhà đúng rồi. Cảm ơn thầy rất nhiều. Quyển sách này sẽ khai mở cái điều đó nó sâu sắc hơn rồi. Cách an trú thiền trong cuộc sống. Dạ. Cảm ơn thầy rất nhiều. Rất nhiều ảnh kỷ niệm. Dạ. Hiện tại này. Ai năm. Đầu tiên, Ai Di Đà ở giữa là đại diện cho định tĩnh. Đầu tiên là cái gì mình phải bình tĩnh. Kế bên phải là đại diện cho Quan Bồ Tát là tốt bụng. Mình có lòng tốt nhưng mà thôi chưa đủ. Kế bên nữa là Đại Thế Chí. Đại Thế Chí đại diện cho trí tuệ. Mình giúp người mà mình thiếu đi trí tuệ là mình giúp sai người. Mà mình không có định tĩnh thì mình không đủ sáng suốt. Ngoài vì bên trái là Ngài Địa Tạng đại diện cho lòng kiên trì. Mình muốn độ một người thân nào đó trong gia đình của mình thì đầu tiên mình cần định tĩnh, mình cần có lòng tốt Bồ Tát, mình kiên trì và mình dùng trí tuệ. Nhiều đó thôi vẫn chưa đủ. Cuối cùng mình làm tất cả những điều ấy trong tâm thái hoan hỷ giống như Phật Di Lặc. Mình đạt được 5 cái điều ấy thì cái cuộc đời của mình rất là an lạc. Làm mà không phải mà cao khó. Thì trong phòng trưng bày sắp tới của em thì em sẽ thỉnh 5 ngày Phật. Dạ. Thỉnh 5 ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thế Chí, Ngài Quan Thế Âm, yeah. Di Lặc. Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Vừa qua một người thầy phong thủy mở lời gặp mặt đàm luận về phong thủy và thiền định. Thầy Phùng Phương ở Hà Nội là một người được nhiều người mến mộ. Trong cuộc đàm luận này, Khải Toàn chia sẻ vài ý ngắn về các bước tịnh Phật. Nếu bạn dụng được 5 đức tính của các vị Phật này, hẳn bạn là người có phước báo. Trước đó, thầy Phùng Phương mở lời đặt 2 bộ lịch phong thủy, Khải Toàn mở lòng, tặng và thế là một mối nhân duyên mới được khởi. Vì thế, duyên phận chính do con người tạo ra, người này muốn kết giao với người khác, bèn chủ động cười và cất tiếng chào. Nếu suốt ngày mặt của bạn giữ gương mặt hình sự, làm sao có được những mối nhân duyên mới? Khải Toàn không vướng tâm, cuộc gặp này là duyên lành hay duyên dữ, thuận duyên hay nghịch duyên cũng do cách cảm nhận riêng của mỗi người. Đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện, sau đó không bị cảnh biến thành trần. Tất cả những vị tài giỏi đều là bậc tri thức. Nghĩ họ tốt thì tâm của mình dung dưỡng điều lành. Người gặp cảnh gặp sắc, gặp người có danh hay người đang đau khổ, sau đó không bị vướng vào tâm, là người ung dung tự tại. Cuộc gặp thầy Phương chỉ là một cảnh trong hàng trăm ngàn cảnh khác. Gặp người tri thức, được nói pháp là cơ hội khảo nghiệm khả năng tu tập của Khải Toàn. Khải Toàn không nhiều cảm hứng trò chuyện về phong thủy. Khá nhiều vị mở lời gặp chỉ về đàm luận về phong thủy hay là về vận mệnh. Khải Toàn luôn từ chối tế nhị, cho rằng bản thân học đạo còn kém. Ngược lại, nếu bạn đang đau khổ, muốn tìm thiền định để tĩnh tâm, muốn nghe khai thị, Khải Toàn sẽ mở lòng trong điều kiện cho phép. Trong cuộc sống, người khiêm cung là người tu tập được pháp nhẫn nhịn. Xưa nay có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Nếu ta biết nhường nhịn sẽ có nhiều khoảng trời rộng mở hơn. Với người đời, nhịn là một sự hèn nhát, nhịn là một điều xấu hổ. Nếu bí quá phải dùng 8-9 phần công lực để nhẫn nhịn. Họ luôn muốn mình là nhất, cái gì cũng muốn nhất, vì vậy dễ trở thành người đau khổ nhất. Người khai ngộ, người có lòng từ, người biết ứng dụng đạo lý là người được mọi người quý mến. Người biết tu không cần phải vận công, không cần vận một chút nội công nào cả, vẫn nhẹ nhàng nhường nhịn người khác, vì họ là người đã được khai thị.
thiệt thòi là phước, không phải là họa. Bạn nghĩ rằng bạn lớn hơn, chức bạn to hơn, bạn ngồi cao hơn, giàu có hơn, không chịu hạ mình trước người khác. Các bạn có thấy tư thế ngồi thiền như thế nào không? Đó là tư thế vững chãi nhất, an lạc nhất, vừa vững chãi vừa không thể nào bị té cả, vì ngồi sát mặt đất rồi. Bạn hãy thử nhớ lại những người bạn kính trọng. Kính trọng họ vì điều gì? Vì sao ta đánh giá một người qua nhân cách? Nhân là người, cách là sự thể hiện. Cách đối nhân xử thế, người biết kính trên nhường dưới, người biết nhường nhịn người khác, nhường nhịn mọi người bằng phong thái ung dung tự tại, quả là một bậc thiện tri thức. Người mở lòng mỉm cười chào người khác lại biết khiêm cung, dù sống bất cứ nơi nào với mọi người cũng được yêu thương và dễ đạt được điều phong thủy tốt, vì tâm lý là một loại phong thủy quan trọng nhất. Ở đời bạn đối đãi nhẹ nhàng với người khác, dù người khác có nặng nhẹ như thế nào bạn cũng thấy mình nhẹ. Nếu muốn đoạn trừ phiền não, đoạn trừ sự đối nghịch trong tâm trí của mình, phải biết buông xả, buông xả cho lòng nhẹ nhàng hơn, cho lòng thanh tịnh. Đừng ôm những hòn đá phiền não, ôm những hòn đá phiền não vào lòng bạn sẽ chìm xuống. Không ôm vào lòng những phiền não, khi ấy bạn sẽ nhẹ như mây. Bởi vì cái gì nhẹ thì bay lên, cái gì nặng thì chìm xuống. Khi tay của bạn dơ, bạn chạm bất cứ việc gì nó cũng sẽ dơ. Bạn cần nước để rửa sạch, cần xà phòng để rửa sạch hẳn. Khi tâm bạn dơ cũng y như vậy, tâm bị vấy bẩn bởi những phiền não, bởi cơm áo gạo tiền, bạn cũng phải rửa sạch tâm. Bằng cách nào? Bằng sám hối, sám hối tiêu trừ nghiệp tội, bằng nghe pháp, bằng trì giới, bằng tinh tấn thiền định. Ai cũng có nỗi khổ, đó chính là nghiệp lực, là những sợi dây thừng buộc chặt chúng ta, là những món nợ ta đã vay, vay của người khác trong đời quá khứ. Đời này họ đến để đòi nợ, bằng thân xác của chủ nợ, bằng hình hài của chính người thân làm ta đau khổ. Những món nợ ấy ta phải trả bằng sự chịu đựng, bằng tuổi thanh xuân, bằng tiền bạc và cả những niềm khoái lạc. Để tu tập được sự khiêm nhường, để đoạn trừ được phiền não, giảm đi nghiệp lực, bạn phải tu tâm dưỡng tánh. Bạn có thể xem thêm video Người không đạo tự tu để tìm hiểu thêm. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.